cái khúc mà Ngọc Trinh cầm cái thau nước xối từ trên đầu xối xuống, mình tưởng tượng như là mình đang ở Ấn Độ, thời tiết nóng bừng bừng mà không xối một cái là xỉu một cái đùng liền vậy đó mọi người. Trời đất ơi, tôi coi cái khúc này mà tôi tưởng tượng giống như là một cái mảnh ghép nó không hoàn thiện mà cố ráp vô cho thành một bức tranh toàn diện vậy đó. Thật sự đây đúng có nghĩa là kịch bản, đúng y như là kịch bản luôn. Nhưng mà mặc dù tới khúc này tôi coi tôi không có chớp mắt thiệt, nhưng mà tôi cũng phải lên tiếng để cho một cái nền phim điện ảnh Việt Nam trở nên hoàn thiện hơn. Ê, nhưng mà mình tô là cái khúc mà Ngọc Trinh đi chân trần một cái nha. Ủa rồi dép đâu? Dép kẹp vô cái khay nách á. Ủa anh, vậy Ngọc Trinh có mang dép theo cái dép mà sao không bỏ xuống mang nhưng mà kẹp vô nách gì vậy anh án? Ừ thì cái khúc này tại vì cái dép này là cái dép hiệu của em, bỏ xuống dưới đất tại vì mang vô sợ dơ Ngọc Trinh mà. Ủa vậy chứ tại sao cái một hơi đi tới cái khúc kia đất nó cũng dơ đâu có kém đâu mà sao Ngọc Trinh vẫn bỏ xuống rồi mang vô vậy anh án? Ừ thì tại vì cái khúc này kịch bản người ta viết tới đây vậy mới có cái khúc mà cúi xuống mà bùng nó bắn vô áo rồi mới có cái cảnh để mà khoe hàng đó các em. Hỏi mày hỏi nhiều đúng cái mỏ mày cái bây giờ. Trời ghê chưa? Rồi thêm một cái khúc lớn cấn nữa là Ngọc Trinh đánh giếp hợp cá mòi ba cô gái đó mọi người. Ủa ê, cái lúc mà đánh này là Ngọc Trinh đã là hạng nhì rồi nha, là nhì cô nương rồi nha. Trời tôi nói thiệt vậy, hạng nhì là á hậu rồi đó mà nhảy vô đánh mà tôi tưởng nó là dân chợ búa, dân mấy đứa ngoài chợ đánh với nhau vậy đó ha. Hơn cái khúc này là cô Ba Trà đứng khoanh tay ngồi coi vẫn còn giữ được cái phong độ ha. Nơ chứ thôi mà cô Ba Trà nhảy vô đánh một cái là rồi xong rồi đó, rồi đi về xách dép đi về được rồi đó. Cái này không phải là cái phim, cái này là một gọi là cái tiểu phẩm nhỏ coi cho nó vui thôi. Mà tôi nói thiệt cái khúc này tôi không hiểu cái ý nghĩa của nó là gì các bạn. Cái ý nghĩa là đạo diễn muốn cho đánh vô cái khúc này bởi vì là cho nó đã cái nư bởi vì ghét hợp cái bọn ba cô gái này quá đi, hay là cho thấy rằng là dù cho bạn trở thành như thế nào thì cái cốt cách của bạn vẫn là như vậy, ý nghĩa là vậy hay là sao đó mà mọi người có thể giải thích cho tôi được không? Tôi lấn cấn cái khúc này dã man luôn thiệt sự. Xong mấy cái khúc đó chưa có là gì so với cái khúc này, cái khúc mà đi giải cứu mẹ, trời đất ơi là trời ơi thì cho mọi người cái khúc này ha, với một cái đầu của một người hạng nhất nha và với một cái gia thế đàn em bảo vệ trên dưới không dưới chục thằng thiệt sự với mọi người, mà nó thiệt đi giải cứu mới lúc đầu còn mang theo cái súng sọt gân, xong cái bà nội trợ lý Tư Lê Tư Hậu gì đó ra xong nói với em là em phim của mình là phim drama em cất cái súng vô lại đi chứ không thôi đạo diễn sửa sang phim hành động đó. Xong cái tôi tưởng đâu là sẽ lấy cái kiếm lấy cái gì đó nó dữ dằn lắm, không. Lần đầu đi giải cứu mẹ gặp cướp còn bỡ ngỡ. Lấy cái khăn tay tẩm thuốc mê, trời đất ơi trời. Mẹ nghĩ đâu là hả cướp đó, nó đi có một thằng một à, thông cảm mọi người thông cảm, Ba Trà đó giờ chưa bị cướp. lấy khăn giấy tẩm thuốc mê, trời ơi chắc nó đứng yên cho mà bịt vô cái họng nó lắm nè. Con gái đi thân có mình mà đi thường để ý nha, đi dẫn theo đúng một thằng vệ sĩ, trong khi ở nhà trên dưới không dưới 10 thằng mà đi dẫn ngoài đường đi đúng một thằng một thì sự làm như ở nhà là chưa biết kiếp cua trai vậy đó thiệt á. Người ta di lẻn vô nhà cướp một cái là mất hết vị trí thiệt sự, mà cái khúc xàm tới như vậy mà vẫn ráp vô được thiệt sự, đúng là kịch bản của đạo diễn mà, đạo diễn muốn sao cũng được hết trơn, đạo diễn là cha là mẹ, đạo diễn là chúa trời trong cái kịch bản này ha. Còn cái này ngoài lời một xíu, chị Lê Giang minh chứng cho cái câu nói là giá trị được nâng tầm khi bạn được đặt đúng nơi. Các bạn để ý đi, chị Lê Giang được đặt qua phim Nhà Bà Nữ là lên một tầm cao mới liền. Còn khi mà chị Lê Giang bên đây thì mặc dù tôi coi tôi mắc cười thiệt đó, nhưng mà nó cứ phèn phèn kiểu gì á mọi người. Rồi nét qua nha, rồi tóm lại là tôi là một người thích tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nên là khi coi cái bộ phim này phải nói là cái phần sơn nó bằng tính bằng tỷ luôn nha mọi người, nhưng còn cái phần gỗ nó hơi bị lẫm chởm quá mọi người ơi. Nhưng mà đây tới đây là một cái cú twist nè, bẻ lái chuẩn bị đội nón vô tôi bẻ nè, tôi chống cái phim này 8 điểm, rất cao nha, 8 điểm đối với tôi rất cao. Vì sao? Vì trong phim này nó có những cái tình tiết để mà có thể áp dụng vào cái nghệ thuật làm nghề của tôi và nó rất ích cho tôi. Nếu mà các bạn muốn biết rất giúp ích như thế nào thì tôi có làm riêng một cái clip 3 bài học cho trong phim Nhà Bà Nội, trong phim chị em. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Xin chào các bạn, mình là A Fitness. See ya.